Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Gucci đã được ship.vn mua tại Yomashop, một seller uy tín và khá là lớn tại Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York. Và sản phẩm này được vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Phần băng keo giấy vẫn còn rất là nguyên vẹn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay đến từ thương hiệu Gucci nhé. Yomashop thì họ rất là thường xuyên sử dụng băng keo giấy như thế này để có thể bảo vệ môi trường. Đây là phương châm của rất là nhiều thương hiệu hiện nay các bạn nhé. Đây, bên trong chúng ta sẽ có một chiếc túi ni lông mỏng nè để bảo quản chiếc bóp chính đến từ Gucci, và phía dưới là những cái lớp giấy đệm gói để giảm chấn động trong quá trình vận chuyển, một sticker quảng cáo đến từ seller nè. Rồi đó là tất cả những vật dụng chúng ta có bên trong nhé. Lần này thì mình không thấy Yoma họ gửi kèm hóa đơn, tạm thời mình để qua một bên, đi đến nhân vật chính. Thì bên ngoài chiếc túi ni lông này chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp một số cái thông tin về sản phẩm bên trong. Đầu tiên là về tên thương hiệu Gucci, mã sản phẩm sẽ là GG05530A. Và phía dưới chúng ta sẽ có là cái màu nha các bạn, Black Transparent, có nghĩa là màu khung nè, đó, màu càng kính là màu đen và Transparent là màu tròng. Chúng ta sẽ có một cái tròng trong suốt demo, đây là một mẫu kính mắt. Rồi, thông số kỹ thuật sẽ là 56-15-145. Đó là những cái thông tin chúng ta có trên tem này. Và mã sản phẩm thì mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc kính mắt này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nha. Còn bây giờ mình sẽ lấy chiếc bóc này ra. Bên ngoài chiếc bóc chúng ta sẽ có một cái lớp phủ nhung màu xanh lục rất là đặc trưng của Gucci. Và có một cái điểm nhấn ở đây đó chính là những chiếc bóc có tông màu sắc bên ngoài như thế nào thì bên trong cái phần chiếc túi du lịch nó cũng sẽ có cái tông màu y như vậy. Thì đó chính là đặc trưng riêng của thương hiệu Gucci các bạn nha. Rồi nói một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết, thì The House of Gucci hay được biết ngắn gọn với cái tên là Gucci, đây là một cái biểu tượng thời trang sở hữu bởi Ý và Pháp, một nhãn hiệu đồ da nổi tiếng. Và Gucci thì được thành lập vào năm 1921 bởi Guccio Gucci tại Florence, Tuscany. Dưới sự chỉ đạo của Eldo Gucci, chính là con trai của Guccio, thì Gucci đã trở thành một cái thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, một biểu tượng đô vista của Ý. Và các dòng sản phẩm của hãng thì bao gồm túi xách nè, đồ may sẵn, giày dép, phụ kiện, đồ trang điểm, nước hoa và đồ trang trí nhà cửa. Theo tạp chí Business Week thì doanh thu của Gucci năm 2006 đã đạt 7 tỷ đô trên toàn cầu và được xếp ở vị trí thứ 46 trong bảng xếp hạng hàng năm top 100 sản phẩm của tạp chí này. Gucci cũng là nhãn hiệu thời trang bán chạy thứ hai trên thế giới sau LVMH, tức là Louis Vuitton đó các bạn. Và The House of Gucci đã sáp nhập với công ty Kering của Pháp. Gucci thì có 425 cửa hiệu trên toàn thế giới. Họ bán sản phẩm của mình thông qua các cửa hàng thành viên. Đó là những cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong hộp. Đây, bên trong chúng ta sẽ có một cái lớp nhung với cái tông màu cam rất là đẹp nè, tên thương hiệu màu vàng gold. Và chiếc mắt kính thì được bảo quản vô cùng kỹ lưỡng trong chiếc túi ni lông như thế này, rất là nhiều lớp các bạn nhé. Và đây, một chiếc khăn, mình sẽ tạm thời để ý kiến phía dưới này nhé. Một chiếc khăn lau chuyên dụng nè, với cái tông màu trắng rất là đặc trưng. Tên thương hiệu thì được khắc ngay trên cái phần khăn luôn. Phía dưới như mình lúc nói lúc nãy đó, đây là chiếc túi du lịch cũng sẽ có tông màu xanh lá cây giống với cái màu bóc bên ngoài nha. Đó là đặc trưng của thương hiệu. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta. Đây các bạn, chiếc mắt kính được bảo quản rất là kỹ luôn và rất là nhiều lớp. Bây giờ mình sẽ mở chiếc túi này ra nha. Khá là cứng mà mình đeo vào tay thì cũng tương đối là trơn. Một bức thư đến từ Gucci, một thư cảm ơn các bạn nha. Mình sẽ để cho chủ nhân của chiếc mắt kính này đọc lá thư bên trong. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta. Đây, một lớp ni lông bảo quản rất là kỹ lưỡng như thế này, bảo quản toàn bộ phần sản phẩm các bạn nha, từ phần trong cho đến phần càng kính luôn. Đây, họ bọc rất là kỹ.
cho chúng ta một cái chiếc mắt kính đến tay thiệt là hoàn hảo. Rồi, mình sẽ mở ra nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, rất là đẹp luôn, mới hoàn hảo 100%. Và mẫu này sẽ có tên đầy đủ là Gucci Demo Rectangular Men Eye Glass, một mẫu kính mắt dành cho nam giới với dạng khung hình chữ nhật đến từ Gucci. Và mã sản phẩm đầy đủ cho mẫu này là GG0553OA00556. Độ rộng kính ở mẫu này là 56mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính trên trang web của eShip.vn thì đều có một cái đường link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính nó phù hợp với gương mặt của các bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý thêm những cái yếu tố khách quan khác như là hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương của các bạn cũng như là cái phần form kính này nữa. Đây là những cái yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất là các bạn chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang rồi nè. Thứ hai thì nó phải mang lại cái trải nghiệm đeo thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là phù hợp với bạn nhé. Nên các bạn cần phải chú ý kỹ vấn đề này. Về cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 15mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Và thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này, quanh điểm kính bên đây, chính là phần cầu kính của chúng ta. Càng kính ở mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càng kính cũng tương đối dài nha các bạn. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều sẽ có những cái thông số kỹ thuật và mã sản phẩm được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Thì tương tự như trên sản phẩm này chúng ta sẽ có ở đây, mã sản phẩm là GG0553OA nè. Mã màu sẽ là 005 và thông số kỹ thuật như mình vừa chia sẻ là 56, 15, 145. Ở phần càng kính còn lại thì chúng ta sẽ thấy ngay tên thương hiệu Gucci và dòng chữ Made in Italy được khẳng định chất lượng thương hiệu nha, và chuẩn UKCA. Đó là những thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ thấy ngay tên thương hiệu được đặt ngay trên phần thân càng. Ở cả hai bên chúng ta đều sẽ có chi tiết này, nó tăng thêm cái độ nổi bật và độ nhận diện thương hiệu cực kỳ mạnh mẽ cho chiếc mắt kính từ cái góc nhìn hai bên. Dạng khung trên mẫu này chúng ta sẽ có một dạng khung cũng tương đối quen thuộc rồi, đó là dạng rectangular, tức là dạng khung chữ nhật các bạn nha. Đối với kiểu kính dạng này thì nó sẽ dễ dàng phù hợp với khá là nhiều khuôn mặt, và đặc biệt là phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi tròn một chút xíu, vì nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn nó trở nên cân đối thanh thoát hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà đây là một trong những dạng khung được sử dụng rất là phổ biến ở tất cả các thương hiệu. Về màu khung trên mẫu này chúng ta sẽ có là màu đen bóng, mang lại cái nét sang trọng nè, bóng bẩy cũng như là các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển ở các góc nhìn khác nhau, thu hút được khá là nhiều ánh nhìn xung quanh. Về chất liệu khung trên sản phẩm này chúng ta sẽ có là plastic, một cái loại nhựa đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và đáp ứng được cho mọi lứa tuổi. Thường được đệm bên trong là một cái lớp kim loại mỏng nha các bạn, để có thể tăng cái độ bền cho sản phẩm hơn, và nó cũng có thể dễ dàng uốn cong để phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Đồng thời thì nhựa này nó cho một cái cảm giác đeo khá là thoải mái vì trọng lượng tương đối nhẹ. Và đặc biệt hơn thì nhựa plastic cũng rất là an toàn, không gây dị ứng cho da. Đó là những cái ưu điểm rất là vượt trội đến từ loại vật liệu này. Chính vì thế thì nó được sử dụng khá là phổ biến trong ngành chế tác mắt kính từ rất là nhiều năm nay rồi. Và qua các góc quay các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới hoàn hảo 100%. Không hề có dấu hiệu cấn, móp hay là trầy xước phía trên phần ống kính nè, cũng như là phần khung kính. Chúng ta đặc biệt là chú ý đến phần khung kính nha. Đây, càng kính nè, tất cả các chi tiết đều còn trong trạng thái rất là hoàn hảo. Khớp kính thì rất là chắc chắn và dày dặn. Mình sẽ mở ra cả hai bên cho các bạn xem nhé. Đây, phần còn lại chúng ta sẽ có khớp kính rất là chắc chắn luôn. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mắt ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Gucci nói chung, cũng như là mẫu kính mắt dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, là màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.